Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi xem các cái màu của Rosen họ trang bị. Phải nói là họ làm mình rất là mệt khi mà phải thêm rất nhiều cái mã ở trên cái trang bán hàng của mình. Và tuy nhiên đó là cái ưu điểm của những cái bạn khách hàng khi các bạn có một sự lựa chọn rất là đa dạng. Thì ở đây các bạn xem nhé, G11 thì nó sẽ có hai size ứng với hai dáng. Cái mình đang cầm đây là dáng Dreadnought, dáng D đấy, hay còn gọi dáng D, có khuyết, và size là size 41. Thì ở đây chúng ta có thêm một size nữa là size 40. Đó, đây size 40. Nó nhỏ gọn hơn, cái thùng đàn, cái body đàn nó nhỏ gọn hơn. Thì mỗi size đều có ưu nhược điểm. Ưu điểm thì cái size 40 này nó gọn gàng, thì đối với những bạn nào mà ngoại hình nhỏ quá thì ôm nó sẽ gọn gàng, hoặc những bạn có ngoại hình to nhưng mà thích ôm gọn gàng để đi lên sân khấu biểu diễn hoặc để mang đi mang lại thì vẫn có thể dùng size 40. Thường thường những cái bạn nữ mà tầm dưới 1m52 thì ôm size 41 sẽ hơi to, các bạn nên ôm size 40. Còn trên 1m52 thì các bạn có thể ôm hai size, nhưng nếu mà muốn gọn thì vẫn size 40. Còn size 41 này thì nó có ưu thế gì? Size 41 thùng nó to hơn, cho nên về mặt lý thuyết thì nó tiếng đàn nó sẽ vang hơn một chút. Đó. Nhưng trong thực tế khi mình đánh lên, nếu các bạn đã xem ấy, thì cây 40 nó cũng không kém cạnh. Về chất âm thì nó đều hay ngang nhau. Cái điều thứ hai nữa là đối với các bạn nào thích chơi palm, chơi finger style đập gõ thì size 41 này thì nó thùng đàn nó to, cho nên là tiếng của đập của nó sẽ có phần ưu thế hơn. Đó, mỗi cái đều có ưu nhược điểm. Thì các bạn đập nó sẽ vang hơn được một chút. Cái ranh giới đấy là không nhiều, cho nên là các bạn xem là mình phù hợp với dáng nào và mình chọn thôi. Thế còn trong cái size 40 này nó cũng hay ở chỗ là nó cũng có hai cái kiểu khuyết. Đây các bạn thấy. Đây mình cho các bạn là xem cùng màu nhé. Cái hãng này không phải hãng quá lớn, quá to, quá gì cả, nhưng mà đây các bạn thấy đa dạng không? Nhiều thương hiệu với ghen tị. Size 40. Nhưng mà cái này dáng khuyết nó hơi cong lên, cái này khuyết nó thoải xuống. Nó đều là hàng chính hãng nhé các bạn nhé. Đó. Mỗi cái đều có cái đẹp riêng. Rồi, bây giờ cùng màu đen. Size 40 có, size 41 có. Đây là cây sơn bóng. Đây mình có cây sơn nhám nữa. Để cho các bạn xem. Các bạn xem. Đây. Quá trời luôn ấy. Này các bạn, không biết nhìn qua clip thế nào, nhưng mà nhìn ngoài thì mỗi cái nó đều có cái đẹp riêng. Đó, cái này là do khẩu vị của mỗi người thôi, do gu của mỗi người thôi, nên không thể nói cái nào đẹp hơn được. Nhưng trên cương vị là một người review, là một người sở hữu rất nhiều cây đàn, cũng như là một người đã nghiên cứu rất nhiều cây đàn, thì mình thấy được rằng là với tầm giá này mà họ sơn được như thế này, quá chấp nhận được rồi. Không thể nào xịn theo kiểu kinh khủng, theo kiểu là đập hồ một cây Taylor hoặc là một cây Martin wow wow được, nhưng mà khá là ok, mịn đó các bạn. Sơn nhám xà rất mịn, nhưng mà cây fake ấy, mình xà thì sơn nhám nó hơi nổ một tí, nó không có mịn như này. Sơn bóng, bạn nào mà thích trẻ trung bóng bẩy lên sân khấu theo kiểu lung linh hạt cườm thì sơn bóng, còn sơn nhám thì theo kiểu mà nó mộc mạc hơn. Nói chung cái này là gu thẩm mỹ của mỗi người. Ok. Nhưng nói chung, nếu các bạn chọn màu đen, nhìn ngầu, đó, nam hay nữ thì đều ok. Rồi, ở đây có một màu mình rất là thích. Đó. Cũng là G11. Đôi khi, mã của cây này họ ghi là G11CS. Nên cái màu này mình cũng khá là thích. Đó là cái màu đỏ theo kiểu rượu vang. Nhưng cái điều đặc biệt hơn so với màu đen vừa rồi là họ không sơn đỏ luôn. Mà các bạn vẫn nhìn thấy đâu đó cái vân gỗ. Đó. Thì cái việc sơn mà lộ được cái thớ gỗ này là một công nghệ sơn khá mới. Nó nhìn cây đàn vẫn có màu sắc, nhưng nó vẫn có sự mộc mạc của gỗ. Đó. Không, mình đang không nói cái nào đẹp hơn xấu hơn nhé. Nhưng mà mình chỉ nói là cái kiểu sơn này nhìn nó khá là lạ. Và đây. Trời ơi, tại sao lại cái cây này nó sơn nhiều màu này? Đối với mình thì cái mệnh của mình hợp màu đỏ, thì mình thấy cái đỏ là mình thích. Nhưng mà các bạn nhìn xem này, màu tím. Nhìn đẹp không? Hơn 1 triệu như này quá xịn luôn. Đấy không? Màu tím. Nhưng mà nó không thiểu kiểu tím đâu, kiểu tím lè ra đâu. Nó không thiếu kiểu xến sẩm đâu. Nó tím rất là vừa phải. Và nó tím nó vẫn nhìn thấy vân gỗ, cho nên nhìn nó khá là sang. Rồi.
Tiếp theo, màu xanh. Câu chuyện màu xanh ở đây. Màu xanh, trước giờ thì mình không có ấn tượng nhiều màu xanh, nhưng mà gần đây mình thấy nhạc cụ sơn màu xanh thì rất là có sức hút. Đây, chỉ một mã màu xanh thôi mà Roshan chơi hẳn là hai tông màu xanh. Đây, các bạn thấy không? Xanh đậm xuống, còn cái xanh này thì nó tươi lên một tí. Khách quan mà nói, cái tông xanh này nam hay nữ dùng đều đẹp. Đó, xanh này thì đó, nó hơi trầm xuống một chút. Xanh này thì nó tươi tắn, nó cá tính, nó nổi bật hơn một chút, nhưng mà chưa đến mức lòe loẹt các bạn nhé. Xanh lòe loẹt. Và thực sự thì cái cây này thì mình không biết là các bạn nhìn qua clip mình đang quay bằng điện thoại nó như thế nào, và thậm chí chụp ảnh nên thì không biết các bạn cảm nhận như nào. Tại vì khi mà các bạn nhìn ấy là các bạn chưa được nhìn thực tế, các bạn chỉ nhìn qua ảnh và clip thôi. Còn đối với mình, khi mình nhìn thực tế thì những cái màu này mình thấy khá là lạ. Nói thật, một cây đàn hơn triệu mà lúc mà lần đầu mình bóc ra mình cũng phải wow phát. Wow, hôm nay nhìn làm sơn đẹp phết nhở. Đó, các bạn thấy không? Vân gỗ các thứ. Rồi, bây giờ camera hãy lia hết vào đây. Camera lia hết các màu đây, từng màu một. Đó. Màu gỗ tự nhiên này, nó là vân gỗ luôn nha các bạn nhé. Gỗ thịt luôn nhé, vân gỗ tự nhiên luôn. Đó, size 40, 41 các thứ. Thậm chí còn màu sunburst nếu mà mình quên đấy các bạn ạ. Đó, nhiều không? Màu sunburst. Màu này rất là tây nhé. Cái này thì tùy gu thôi, nhưng mà để sơn được màu này nó cũng phải đổ mấy lần sơn đấy các bạn. Đẹp, xịn. Nhìn chung là hôm nay thì mình làm thêm clip thì cái mục đích chính của mình là mình chia sẻ cho các bạn một cái sự bất ngờ khi mà một cây đàn, một cái thương hiệu nó bình dân thôi, nhưng mà họ quá là chăm chút cho các model của sản phẩm. Chỉ là một model G11 thôi mà có quá nhiều màu sắc, có quá nhiều kiểu sơn thì cho các bạn lựa chọn. Đây là điều mình chưa gặp ở các thương hiệu khác, nhất là những thương hiệu lớn. Đó, và vô hình chung các bạn khách hàng được hưởng lợi khi các bạn có một sự lựa chọn để thể hiện cá tính của mình. Và có một điều nữa là để cho các bạn phải biết một điều là khi các bạn mua một cây đàn, sẽ không có cây đàn nào hoàn hảo 100%, và nó sẽ có một sự đánh đổi nhất định, và cũng như là mình hãy chọn cây phù hợp nhất với mình thôi. Ví dụ như các bạn chọn một cây đó hơn 1 triệu, mặt hàng ngoại làm thiết kế đẹp, âm ok, mặt gỗ thịt, thì các bạn phải chấp nhận là cái thương hiệu này phải thẳng thắn với nhau là nó là thương hiệu bình dân. Nó không hề có website các thứ cả. Vì vậy là không có website thì không có sự công bố như thế nào là hàng chuẩn, như thế nào là hàng fake, mà chỉ là kinh nghiệm của những người bán hàng cũng như khách hàng trải nghiệm và cùng bảo với nhau rằng những cây như thế này là chính hãng này, đó, cái ngựa nó như thế này này, và những cây như thế này thì thường tiếng nó hay hơn hẳn so với cả những cái cây mà nó ngựa nó bằng phẳng, hoặc là những cây mà là hàng fake. Đó, cho nên là cái sản phẩm này là một cái sản phẩm mà phân khúc rất nhiều người có thể mua được, nhất là những người mà lần đầu tập đàn hoặc là chuyển từ uku qua guitar sẽ có rất nhiều người mua. Cho nên là mình không muốn các bạn phải dù là ít dù là nhiều, nhưng không muốn các bạn phải mua nhầm phải một cây hàng kém chất lượng. Thà mình biết trước là cây đấy kém chất lượng, người ta bán giá thấp thì mình cảm thấy chấp nhận được thì mình mua, nhưng đây các bạn không biết thì là thiệt thòi cho các bạn. Vậy thì hôm nay mình làm thêm cái clip này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, và nếu các bạn băn khoăn điều gì thì cứ nhắn về cho Sức Mình nhé. Cảm ơn các bạn.